chào tất cả anh em trong kênh Việt Vương Beta cũng như tất cả anh em đang xem video của mình ngày hôm nay. Thì mừng 1.000 subscribe của mình. Thì anh em mua 3 mã số trở lên thì được tặng một con máy nha anh em. Còn phí ship toàn quốc á thì rất là rẻ luôn, chỉ có 10.000. Rất rẻ nha anh em. Hiện tại thì chưa có ai ship 10.000 như mình đâu, tại vì mình đã hỗ trợ cho anh em rồi. Còn khi anh em mua đơn hàng trên 100k ha thì anh em được miễn phí ship luôn. Anh em có thể là kết bạn Zalo với mình ha qua số điện thoại là 0969366550. Sang con mã số 1 nha anh em, là con trống Galaxy ha, size chung, giá của nó là 29.000. Cái giá này giá rất là rẻ luôn. Cái màu Galaxy, cái màu đỏ rất tươi ha. Đỏ 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 hồng nha anh em. Những con này là những con độc lạ đó anh em. Rồi sang con mã số 2, con này là có cái đuôi xì ta rất đẹp luôn. Con trống Galaxy ha, size chung giá cũng là 29.000. Thì những anh em mà mới tập chơi á thì mình mua những cái con này nè, mình về mình tập ép. Mình cũng có bán những con máy giá rẻ luôn. Đợt này thì mình nói chung thì dành đợt này cho những anh em mới trong kênh của mình, với lại những anh em mà mới chơi á, mình mua những cái dòng này về mình ép. Tỷ lệ nó cũng sẽ ra xác suất những con Galaxy nha anh em. Tại vì những cái con này là nó trong cái bầy Galaxy nó ra. Đó. Như con này ha, con này là mã số 3, cũng là trong bầy Galaxy ra nha anh em. Xây chung giá của nó cũng có 29.000 thôi. Rất là rẻ. Phí ship toàn quốc thì chỉ có 10.000. Mình ví dụ như anh em mua cái con trống số 3 này đi, giá 29.000 cộng với tiền ship là 39.000. Chỉ với 39.000 anh em đã có một con trống này ha. Còn nếu anh em nào mà mua từ 3 mã số trở lên thì mình sẽ tặng một con máy cho anh em. Thì máy cũng nói chung cũng được chứ không có phải là máy dở nha anh em. Rồi còn về anh em mua đơn hàng trên 300 trên 100.000 thì anh em được free ship. Có 20.000 con hả anh em, mã số 4 ha, cũng là một con trống Galaxy size chung giá là 29.000. Mấy cái hậu dưới với cái đuôi nó hơi bị rách á, chứ không phải là nó bị lỗi nha anh em, nó bị rách tại vì mình để trưng bày quá lâu á, nó đá chọi với nhau. Thì mấy con này mình phơm cũng cả tuần rồi, nó cũng muốn lành rồi. Chắc khoảng nếu mà về anh em dưỡng khoảng tuần nữa thì nó mới liền được những cái hậu ở dưới anh em. Hậu với cái đuôi nó đá nó hơi chọi, tại mình để trưng bày nó hơi lâu quá nên nó đá chọi với nhau quá trời. Sang con mã số 5 ha. Mã số 5 là con trống Galaxy. Hồi con này cái màu đỏ rất tươi ha. Vảy thì full ha, full nhưng mà vảy nó là vảy trắng xanh. Size chung ha, giá của nó cũng là 29.000. Mình cũng cảm ơn tất cả anh em ha đã ủng hộ mình, đó, đăng ký kênh rồi subscribe cho mình. Anh em xem hay thì nhớ like và đăng ký ha, nhớ nhấp vào chuông thông báo để khi mình lên đợt cá anh em có thể nhận sớm nhất và mình đăng ký mình mua nhanh nhất. Rồi thì sang con mã số 6, mã số 6 là một con trống Galaxy ha. Con trống này là size chung, giá của nó cũng là 29.000. Đợt này mình ưu tiên cho những anh em mà dạng như mới tập chơi nè, mình chơi cá rẻ trước đó. Sau này mình ép được rồi, bắt đầu thì anh em cứ việc vô kênh của mình mua những con cá tầm trung để mình kinh doanh. Sang con mã số 7 là một con trống Galaxy, con này size chung giá của nó cũng là 29.000. Anh em chỉ cần mua ba mã số thôi là mình sẽ tặng cho anh em một con máy rồi. Thì mình về mình cũng tập chơi tập ép đồ. Anh em ép những cái dòng này ha thì tỷ lệ nó ra những con cá mà Galaxy á, Red Galaxy cũng có nha anh em. Tại vì bố mẹ nó là nó trong bầy Red Galaxy ra mà, thì tất nhiên tỷ lệ nó ra sẽ có những con xuất sắc ha, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Rồi mã số 8 là một con trống Galaxy, con này xe chung giá 29.000. Như những con này nè, anh em về anh em ép nó cũng ra tỷ lệ Galaxy nữa, nhưng mà tỷ lệ nó hơi thấp thôi. Mà bảo đảm với anh em là nó sẽ ra, chứ không phải là không ra. Tại vì bố mẹ nó là bố mẹ Galaxy mà, bố mẹ Red Galaxy thì bảo đảm nó sẽ ra thôi.
vừa rẻ vừa chơi mà vừa túi tiền những anh em mà dạng mới tập ép á. Mà chơi những cái dòng này nè, nó đơn giản, mình về ép được luôn rồi. Tại vì cá mình lựa cho anh em là những con cá mái đồ là cũng căng chứng hết rồi. Anh em về dưỡng 2 đến 3 ngày là anh em có thể ép được. Mã số 9 là một con trống Galaxy, con này size chung, giá của nó cũng là 29.000. Đặc biệt cái nền nó là nền trắng xanh ha, cái đầu nó đỏ. Anh em thấy không, nó kẹ rất là sung luôn. Những con này là về ép được rồi. Rồi sang một con mã số 10, con trống Galaxy trong bầy Galaxy ra. Con này độc lạ ha anh em, màu trắng, trắng mà dạng như nó có những cái màu hồng hồng trên đầu đó anh em, với cái vây đuôi của nó ha. Tay bơi nó nổ mà tay bơi nó cũng lên, nó lên màu luôn. Thường thì ít cái con nào mà nó lên tay bơi màu lắm, con này thì đặc biệt nó lên tay bơi màu ha. Con này cũng giá là 29.000. nhìn nó giống như cái con mà Dumbo nha anh em, nhưng mà không phải đâu ha. Nó trong bầy Red ra đó, độc lạ đó. Rồi sang con mã số 11, con này thì size nhỏ, giá của nó là 29.000 nha anh em. Cái màu nền nó là màu xanh, đuôi nó là xì tà, cái đuôi xì tà rất đều luôn, nó giống như dòng fancy vậy anh em. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là fancy ha, nó là trong bầy Red Galaxy ra. Nhiều anh em nhận con này là fancy, thật sự là không phải ha. Trong bầy nào thì mình sẽ nói với anh em là trong bầy đó, để anh em về ghép là không có được nha. Rồi thì một con mã số 12 ha, là một con rồng đỏ. Con này size chung, giá của nó là 39.000. Cái màu rồng đỏ nó rất là tươi nha anh em, đuôi xì tà đều ha. Còn về cái vảy nó, thường thì rồng đỏ mình coi cái bộ vảy nó, vảy nó là sắp đều trên thân luôn, nó không có lọt chọt ha. Anh em để ý cái bộ vảy của nó, tại vì mình chơi rồng đỏ phải đổi bộ vảy, vảy rất trắng luôn. Cái form thì rất là ok rồi. Những anh em nào mà thích cái bộ rồng đỏ về thì có thể lấy con này về làm giống được. Anh em muốn mua máy thì liên hệ với mình luôn, máy thì mình không có đăng trên clip. Con mã số 13 ha, một trong trống Red Galaxy, con này là size chung nha anh em. Con này thì mấy con Red này thì có giá cao hơn là 59.000. 59.000 cao, nói chung thì cũng rẻ rồi anh em, tại vì cái bộ màu nó đã full rồi. Đó, những con Red như vậy là bộ màu nó đã full rồi. Con này là con mã số 13 ha. Rồi sang một con mã số 14 luôn, là một con trống Red Galaxy. Con này là size chung nha anh em. Nó có giá là 99.000. Thì trong clip là cái con này là mắc nhất. Mình chỉ lên hai con Red Galaxy thôi. Hầu như mấy cái giá còn lại là mình lên tầm khoảng 29.000 thôi. Đó, cũng anh cho anh em dễ chơi. Thì chủ nhật tuần này mình lên những đợt cá VIP lại. Thay vào đó để cho những anh em khác cần tìm đến những con cá VIP mà để mình làm giống. Sang con mã số 16 ha, là một con trống Fancy Copper. Con này sẽ chung, giá của nó là 39.000 anh em. Cái đuôi xì tà rất đẹp luôn. Dòng Fancy Copper là hầu như là mình chơi cái xì tà, mà xì tà thì nó phải bén, đầu phải còi được một tí, đuôi thì nó phải đuôi móc. Anh em để ý cái đuôi ha, cái đuôi chữ C ha. Con này thì nó còn cái vảy bộ đội nha anh em. Vậy đây, con này cái vảy bộ đội đây. Đó. Con mã số 16 là một con trống Fancy Copper. Con này sẽ chung, giá của nó là 39.000. Con số 16 cũng giá 39.000 nha anh em. Cái trống Fancy Copper thì nó giá nó cao hơn tí ha, cao hơn 10.000 thôi. Nói chung thì anh em mua một con thì chỉ tiền ship toàn quốc có 10.000 nha. Những anh em ở xa như ngoài Hà Nội đó cũng 10.000. Cái đó 10.000 thì thực tế không phải là tiền shipper nó lấy đâu nha anh em, mà tại vì mình hỗ trợ cho anh em một phần nào đó đó. Giống như gửi Hà Nội thì 30.000, nhưng mà mình đã hỗ trợ cho những anh em ngoài Hà Nội 20.000 rồi. Anh em chỉ cần tốn 10.000 thôi. Sang con mã số 18 ha, là trống Fancy Copper, con này sẽ chung, giá của nó là 39.000. Đợt này thì mừng cái mình đạt được 1.000 subscribe ha, thì mình mới ship cho anh em 10.000 thôi, chứ thực tế ship 1.000 là lỗ dữ lắm nha anh em.
tại không có chỗ nào mà nó ship cho mình 10.000 đâu. Như mình ở Cần Thơ đi mà ship ra tới ngoài Hà Nội thì tệ gì nó lấy mình cũng 30.000, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em thêm. Chỉ có đợt này thôi, anh em lựa ha, lựa tầm khoảng 3 con là mình tặng cho anh em một con rồi. Nói chung thì 3 con mà trên 100k thì nó cũng được miễn ship rồi. Đó. Mã số 19 là con máy Galaxy ha. Con này thì sẽ nhỏ, giá của nó cũng là 29.000. Anh em có thể ghép những con mà giá 29.000 đó. Mình cũng lựa hết cho anh em rồi. Máy thì nó cũng đã căng chứng rồi. Size nhỏ, anh em thấy size nhỏ vậy chứ nó cũng căng chứng rồi. Anh em ép lần thứ nhất, lần thứ hai nó sẽ mới to lên. Mã số 20 ha, là một con máy Galaxy size chung, giá của nó là 29.000. Mã số 21 nha anh em, là một con máy Galaxy size nhỏ, giá của nó là 29.000. Đặc biệt đợt này toàn 29.000 hết nha anh em. Có những con dạng như giá nó cao hơn tí, như mã số 22 ha, thì con máy Galaxy, con này là size nhỏ ha, giá của nó là 29.000. Con này cái vảy vảy trắng mà rất sáng luôn, cái bụng nó cũng căng chứng rồi, anh em thấy nó nhỏ chứ nó cũng có vỏ đó, về ép là được. Sang con mã số 23 ha, là một con máy Galaxy, con này là size cũng là size nhỏ nhưng mà giá 29.000, cái màu đỏ rất tươi ha, đuôi thì có xì tà luôn, vảy thì vảy trắng sáng, cái màu đỏ thì rất tươi rồi. Con số này thì số 23. Máy rất khỏe luôn nha anh em, nhảy rất dữ luôn. Máy số 24 ha, thì con máy Galaxy size nhỏ, giá cũng nó là 29.000. Anh em để ý cái bụng nó rất là căng chứng luôn, nó nhỏ chứ nó căng chứng rồi. Anh em ép cũng rất là ok luôn. Con máy 25 là con máy Galaxy size nhỏ, giá 29.000. Cái màu anh em để ý những cái màu trên những cái vây của nó ha. Đó, Galaxy thì trên người, Galaxy thì cái mảng dạng những cái trắng đó anh em. Cái hậu nó cũng lên màu luôn. Mã số 26 là một con máy lắp. Con này là size chung nha. Đây mình ghi lộn size nhỏ, con này size chung, mấy con máy lắp toàn size chung thôi. Giá của nó là 49.000. Cái màu nền đen là đen bóng nha anh em. Nó trông phải lắp Galaxy ra. Nó cũng có một hai đốm á. Rồi, một mã số 27 là con máy Blackland nha anh em. Màu xanh lá ha, sai chung, giá là 49.000. Mấy con này anh em ra thị trường không rẻ đâu. Mã số 28 là con máy lắp trong bày lắp Galaxy ra, con này sai chung giá cũng là 49.000. Máy lắp mình bán rất là được luôn, hiện tại thị trường làm lắp rất là được, anh em giới ưu chuộng ha, cái đầu rất tròn luôn, nền là đen bóng. Rồi sang con mã số 29 là con máy lắp Galaxy xây chung, giá 69.000 nha anh em. Con này là cao nhất ha, anh em để ý cái Galaxy của nó đó, ở dưới cái chóp đuôi cũng có ha, trên mình đầu cũng có. Rồi sang con mã số 30 là một con máy lắp con bài lắp Galaxy, con này xây chung, giá của nó là 49k. Thì đợt này mình lên chỉ có tầm khoảng 30 con nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã công bố kết quả mini game của đợt bán cá ngày 15 tháng 3 nha anh em. Con số đó chính xác là 66. Thì hiện tại có một bạn ha, là bạn Quy Hoàng ở tỉnh An Giang ha, đã trúng giải thưởng của mình, đoán nhanh nhất và chính xác nhất. Bạn này thì lần thứ hai rồi, lần thứ hai đã đoán
lãnh quà của mình đã được 2 lần rồi, đợt cá beta ha, ngày 19 nha anh em. Mi game đợt này thì mình tặng cho anh em là một cặp hắc bạch, con trống là màu trắng ha, con mái là màu đen ha. Rồi anh em đón hai số của tờ tiền, thì tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng mình đã chia đi hai số rồi, mình để góc trái của clip. Những anh em nào mà chưa biết cách thức tham gia bình luận á, thì anh em có thể là xem những bình luận của những anh em đã tham gia nhiều lần rồi, thì mình đã dựa trên cái đó mình tương tự như vậy thôi. Anh em cứ việc đón hai số, rồi tên, số điện thoại thì anh em để ba số cuối thôi, rồi tỉnh thành. Rồi cảm ơn anh em đã tham gia ha. Chào anh em.